Phật dạy chúng ta thực hành ngũ thiện, từ bỏ ngũ ác. Phẩm trước giảng rất nhiều, thập ác, ngũ ác, nhất định phải dứt. Quyết bỏ không làm. Khó nhất là khẩu nghiệp, giọng ngữ. Tôi gặp rất nhiều đồng tu làm nghề kinh doanh, đã buôn bán thì không thể không nói dối. Không nói dối chẳng thể có lời. Điều này khó mà không phạm được. Họ hỏi tôi phải làm sao. Thật ra con người không biết kiếm tiền được hay không. Nhiều hay ít là do số phận. Số không vào thì làm thế nào cũng chẳng thể vào. Hiểu rõ nguyên lý này rồi, quý vị sẽ chẳng nói dối, chẳng lừa ai nữa. Quý vị sẽ chỉ có nói thật. Không dối trá, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói lời thêu dệt hoa mỹ, nhất định sẽ có ích cho quý vị. Tài sản trong đời quý vị sẽ tăng. Không tổn thất. Vì sao quý vị lại không làm? Nếu nói dối, nói hai lưỡi, dùng những thủ đoạn bất chính để kiếm tiền, thì tài sản trong mạng của quý vị đã bị khấu trừ rồi. Rất nhiều người không hiểu điều này. Gần đây tôi xem VCD của một người Nhật tên là Đạo Thánh Hòa Phu. Hết sức cảm động. Ông ấy biết rõ nguyên lý trên nên suốt đời sống chân thành, không dối gạt một ai. Và còn thế nào nữa? Ông nhất định không dùng của bất nghĩa. Như chẳng bao giờ tham gia buôn bán đầu cơ. Ông giải thích thế nào? Đó là của cải chẳng nhọc công mà có. Ông luôn quả quyết: tôi yên tâm khi kiếm tiền một cách nhọc nhằn. Do đó cả đời kinh doanh mà chẳng bao giờ lỗ, năm nào cũng lãi. Rất nhiều doanh nghiệp vô cùng ngạc nhiên, vì khi kinh doanh thì phải có lời, có lỗ. Tại sao riêng ông ấy không bao giờ lỗ? Ông đã nói một câu rất thuyết phục: làm theo lương tâm, không để đánh mất lương tri. Lương tâm là những gì? Ngũ giới thập thiện chính là lương tâm. Quý không lừa dối một ai.
Công ty của ông sản xuất đúng giá, đúng chất lượng. Không tham lãi nhiều. Để giá thấp hơn. Tiện lợi cho khách hàng. Sản phẩm tốt mà ai cũng mua dễ dàng. Vì giá rẻ, hợp tình hợp lý. Cổ nhân thường nói, buôn bán lời được 3 phân là khá lắm rồi. Chẳng ham lãi nhiều. Thì cả đời yên ổn. Có cuộc sống thật sự viên mãn hạnh phúc. 8元分. Đặt lợi nhuận của nhân viên lên hàng đầu. Cho nên nhân viên công ty ông đều gắn bó đến già. Thậm chí con trai họ cũng tham gia vào công ty. Gặp lúc khó khăn, đơn đặt hàng đột ngột ít đi, bão táp ngành kinh tế ập đến. Mà công ty không cắt giảm bớt người, dù là lao công giặc. Cho nên, công nhân được bảo đảm quyền lợi. Nếu đặt hàng ít, thì công việc ít đi. Họ xoay sang cách khác, đi nghiên cứu, đi học. Nghiên cứu, cải thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Không để công nhân ngồi không. Ông cho họ nghiên cứu, học hỏi. Nên việc kinh doanh của ông không bao giờ thất bại. Nếu chúng ta theo lời Phật dạy, thì lẽ gì không gặp điều tốt lành? Lẽ nào không hạnh phúc? Nếu quý vị không tin thì đành chịu. Nếu quý vị tin thì hãy thực hiện. Trong số phận mỗi người có là do ta tu từ kiếp quá khứ. Kiếp này tu nữa thì số phận càng tốt hơn, càng không ngừng tăng trưởng. Phước báo về sau không dứt. Thế nên có người chẳng nên làm việc xấu, chẳng thể lừa gạt kẻ khác. Đấy là chân lý, phải nắm rõ.